31 đồng. Con này mổ sẵn phân nửa hết. Con này 19 6 đồng. 19 đồng một miếng vậy hả? Nửa, phân nửa đây 19 đồng. Con là mua ốc không? Mấy trăm gram ốc. Cũng được. Ăn cơm thì đây làm sẵn hết gì nè. Cơm. Nó là phân nửa về 19 đồng. Tôm nè. 9 đồng. Người ta cần ký. Cần ký. Tôm 7 đồng rưỡi. Không phải con 7 đồng rưỡi nha, ta bỏ anh cân nha. Sẵn hết. Tôm là luộc sẵn nè. Tôm này ăn sống bồ tạc ngon. Hào đồng rưỡi, đồng mấy. Nghiêu